Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại xã Phú Mãn, tổ đại biểu số 26 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội gồm ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quốc Oai, ông Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc, Phó Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quốc Oai trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Tại hội nghị, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã thông báo tới cử tri nội dung thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo tóm tắt của Ủy ban dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri huyện Quốc Oai. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri huyện Quốc Oai đã đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong năm 2022, đồng thời nêu kiến nghị về công tác quản lý đất đai, công tác quản lý các dự án, vấn đề các dự án chậm triển khai, quan tâm chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đánh giá cao tinh thần góp ý thẳng thắn của các cử tri, thay mặt tổ đại biểu, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã tiếp thu giải trình và làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ được tiếp thu tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan chức năng của thành phố xem xét giải quyết theo quy định. Chiều ngày 21 tháng 11, Huyện ủy Quốc Oai đã tổ chức hội nghị công bố trao quyết định về công tác cán bộ. Dự và trao quyết định có đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các đồng chí thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện và lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Tuyết Nghĩa. Căn cứ quyết định số 2338 và 2339 ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Huyện ủy Quốc Oai, đồng chí Tạ Văn Thắng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuyết Nghĩa được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện, chỉ định tham gia ban chấp hành và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hoàng Đức Thọ, Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trực tiếp trao quyết định và phát biểu chúc mừng đồng chí Tạ Văn Thắng và đồng chí Nguyễn Hoàng Đức Thọ, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao những nỗ lực cống hiến trong suốt quá trình công tác của hai đồng chí. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, được trau dồi kinh nghiệm và tham gia công tác nhiều năm ở các cơ quan Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn cả hai đồng chí tiếp tục phát huy những phẩm chất của người đảng viên, không ngừng học tập, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ ở đơn vị công tác mới. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai về việc bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Sáu, Thanh tra viên, Thanh tra huyện, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra huyện, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Phó Chánh Thanh tra huyện, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao năng lực cũng như khả năng chuyên môn của đồng chí Lê Thị Sáu. Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng cơ quan thanh tra huyện ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Thị Sáu, Phó Chánh Thanh tra huyện khẳng định, bản thân tiếp tục nỗ lực tận tâm, tiếp cận và nắm bắt sâu sát nhiệm vụ chính trị của ngành, phấn đấu cùng tập thể đơn vị đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của huyện. Chiều hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023. Đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch năm 2023, diện tích gieo trồng cây hàng năm của huyện là trên 9.000 ha, trong đó sản xuất vụ xuân 5.000 ha, vụ mùa 4.000 ha, vụ đông xuân 1.000 ha, sản lượng lương thực cả năm phấn đấu đạt hơn 47.590 tấn trở lên. Về diện tích cây lâu năm,
thực hiện trồng mới khoảng 15 hectare cây ăn quả ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, phấn đấu xây dựng 100% diện tích cây ăn quả an toàn, xây dựng từ 2 đến 3 vùng sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cây chè tập trung chỉ đạo quản lý 130 hectare diện tích chè hiện có, xây dựng mô hình sản xuất chè hữu cơ tại xã Hòa Thạch với quy mô từ 3 đến 5 hectare. Về chăn nuôi thú y, duy trì và phát triển đàn trâu bò 6.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 360 tấn, phát triển tổng đàn lợn đạt 47.000 con. Duy trì ổn định đàn gia cầm thủy cầm 3,7 triệu con một năm, tăng cường áp dụng các biện pháp nuôi thâm canh tập trung, tăng số lứa gia cầm xuất chuồng. Duy trì và phát triển các vùng thủy sản tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ xử lý môi trường, công nghệ chăn nuôi công nghệ cao. Duy trì diện tích mô hình một vụ lúa, một vụ cá, 650 ha vùng ven sông Tích. Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Tuấn, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân huyện yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp huyện, Ủy ban dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của huyện ủy về sản xuất nông nghiệp năm 2023, thường xuyên kiểm tra công tác sản xuất, tổ chức giao ban theo từng thời điểm của mùa vụ, tập trung cao độ vào sản xuất vụ xuân 2023. Bố trí đủ nguồn kinh phí đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, tranh thủ tối đa các nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của thành phố để kết nối kêu gọi đầu tư của các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân, tập trung xây dựng các chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm nông nghiệp theo định hướng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, an toàn. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra thực tế đồng ruộng, tổ chức giao ban để kịp thời chỉ đạo từ khâu gieo mạ, chăm sóc cây lúa, đảm bảo đúng cơ cấu giống, đúng lịch thời vụ, đúng kỹ thuật và thực hiện có hiệu quả công tác phòng trừ sâu bệnh dịch hại cho cây trồng vật nuôi. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.